Chào các bạn, trong video cuối cùng này thì cô sẽ trình bày cho mình là phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 hệ số hằng. Thế nào? Thì phương trình này nó sẽ có dạng như sau. Đó là y2 phẩy cộng với p, y phẩy cộng với qy sẽ bằng fxy. Trong đó pqy là những hằng số ha, và y là hàm mà chúng ta cần phải tìm, x là biến số. Thì dạng này sẽ là dạng mà chúng ta hay gặp nhất. Thế nào? Ok, phương trình cấp 2. Cách giải của dạng này như sau. Thì để giải cái phương trình không thuần nhất này này thì trước tiên là bạn phải đi giải được nghiệm của phương trình thuần nhất, đúng không nhỉ? Ta nhớ công thức nghiệm ha. Nghiệm tổng quát này của không thuần nhất sẽ bằng gì? Nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất cộng với nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất. Thế nào? Như vậy việc đầu tiên là chúng ta sẽ đi tìm nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất trước. Thế nào? Thì trong trường hợp cái dạng mà hệ số hằng này thì bạn luôn luôn tìm được nghiệm tổng quát. Thì công thức nghiệm tính như sau. Thứ nhất là bây giờ bạn set cái phương trình thuần nhất nha, tức là vế phải bằng 0. Như nào? Cách giải thì chúng ta sẽ cố gắng đi tìm nghiệm dưới dạng e mũ lambda x. Như nào? Nếu như giả sử có cái y bằng e mũ lambda x này là nghiệm thì bạn thể vào phương trình này chắc chắn nó phải thỏa mãn, đúng không? Bây giờ có này, e mũ lambda x đáo hàm cấp 2 thì có phải là e mũ lambda x trước này nhân với lambda bình không? Cộng với p nhân với y phẩy, như vậy chỗ này sẽ là gì? Lambda nhân với e mũ lambda x, đúng không? Cộng với q nhân với e mũ lambda x bằng không, thấy không? Thế như vậy trong trường hợp này bạn nhóm cái e mũ lambda x ra ngoài, như nào? Và thấy rằng rõ ràng cái lượng này nó khác không rồi. Như vậy để đảm bảo rằng là gì các bạn, cái lượng e mũ lambda x này là nghiệm thì bạn sẽ chia được là gì? Lambda bình này cộng với p lambda cộng với q phải bằng 0. Và đây chính được gọi là phương trình đặc trưng, được nghĩa nào? Của cái phương trình thuần nhất. Thì dựa vào cái giá trị của cái lambda, đúng không? Đây là phương trình bậc 2, đúng không? Như vậy tùy thuộc vào lambda, được nghĩa nào? Thì cái phương trình này có thể rơi vào trường hợp là gì? Hai nghiệm phân biệt, nghiệm kép hoặc là gì? Vô nghiệm, được nghĩa nào? Vô nghiệm trong thực thôi, nhưng mà nếu như xảy ra trong phức thì nó sẽ có nghiệm phức ha. Thì như vậy từ đây này, nhìn xét lambda chúng ta sẽ có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khi lambda mà lớn hơn 0, tức là cái phương trình thuần nhất á, phương trình đặc trưng á, có hai nghiệm phân biệt, gọi nó là lambda 1 và lambda 2 ha, hai giá trị này khác nhau. Thì cái này phương trình thuần nhất sẽ có nghiệm tổng quát như sau. Y sẽ bằng C1 e mũ lambda 1x cộng với C2 e mũ lambda 2x, thấy nhá. Trường hợp nếu như mà gì? Nghiệm kép, tức là hai nghiệm lambda 1 lambda 2 này bằng nhau thì bạn đặt chúng là bằng lambda ha. Thì cái đó công thức nghiệm tổng quát sẽ có dạng như sau. Y sẽ bằng C1 nhân với e mũ lambda x cộng với C2 nhân x nha các bạn, e mũ lambda x. Chỗ này thì có thể ghi lại là nhóm e mũ lambda x ra ngoài. C1 cộng với C2x, thấy nhá. Hợp nếu như mà có nghiệm phức nghĩa là thì nó sẽ có là một bộ hai nghiệm phức liên hợp, đúng không? Alpha cộng trừ y beta hoặc là beta y, được nhá nào? Thì trong đó a này là phần thực, alpha này là phần thực và beta này là phần ảo, được nhá. Thì khi đó bạn sẽ thu được cái nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất sẽ có dạng như sau. Y sẽ bằng e mũ alpha x, tức là e mũ cái lượng mà phần thực, đúng không? Cộng với nhân với C1 cos của beta x và C2 sin của beta x, với beta này là phần ảo. Đương nhiên C1 C2 này bạn có thể đảo, được nhá nào, vai trò ngang nhau, được nhá. Rồi, thì đây là công thức nghiệm của cái phương trình tuyến tính thuần nhất, được nhá nào. Bây giờ cô sẽ cho ví dụ này. Giả sử bài này thì bạn sẽ ghi được cái phương trình đặc trưng tương ứng với nó là gì? Phương trình đặc trưng thì bạn sẽ có này, ứng với hệ số của y2 phẩy thì bạn có lambda bình, đúng không? Hệ số là 1 trừ đi, nghĩa là 4 lần y phẩy, tức là 4 lambda cộng với 3 bằng 0. Rõ ràng cái phương trình này có a cộng b cộng c bằng 0, đúng không? Như vậy lambda sẽ bằng mấy? 1 hoặc là lambda bằng 3, đúng nhá nào. Nếu như trong trường hợp lambda bằng 1 và lambda bằng 3 là hai nghiệm phân biệt, đúng không? Hai nghiệm phân biệt. Từ đây bạn sẽ suy ra được công thức nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất này. Y sẽ bằng gì? C1 e mũ
lambda 1 là 1 lần x ha, như vậy cô ghi x thôi. Còn với C2 em mũ gì? 3x nhé nào. Trường hợp thứ nhất nghĩa là hai nghiệm phân biệt. Trường hợp thứ hai, giả sử cô đảo lại ha, cho một phương trình có nghiệm kép. Rồi, bằng 0. Thì như vậy trong trường hợp này cái phương trình đặc trưng tương ứng với nó sẽ là lambda bình trừ đi 4 lambda cộng 4 bằng 0 ha. Như vậy từ đây bạn thấy rằng gì? Cái này tạo thành bình phương được, tức là lambda trừ đi 2 tất cả bình. Tức là nó sẽ có nghiệm lambda bằng 2. Rõ ràng là nghiệm kép rồi ha. Như vậy từ đây bạn suy ra được y bằng bao nhiêu? Y sẽ bằng C1 e mũ 2x cộng với C2 nhân với x e mũ 2x ha. Trường hợp tiếp, nếu như cho cái này vô nghiệm ha, như vậy bạn có y 2 phẩy này trừ đi 4 y phẩy cộng với 5 y bằng 0. Nghĩa là thì lúc này cái phương trình đặc trưng của chúng ta sẽ là gì? Lambda bình trừ đi 4 lambda cộng với 5 bằng 0. Bạn nhớ công thức nghiệm ở phổ thông không? Bởi vì hệ số ở đây là gì? Hệ số B này này là chia hệ cho 2, được nhá nào. Như vậy công thức sẽ là trừ B phẩy, tức là 2 cộng trừ căn lambda phẩy, như vậy là ở đây là 2 bình là 4, được nhá nào. Trừ đi AC, như vậy ở đây là trừ 1 ha. Như vậy ở đây sẽ là 2 cộng trừ căn y, được nhá nào. Rồi, có nghĩa là hệ số alpha của chúng ta là bằng 2 này, hệ số beta là bằng 1, đúng nhá. Như vậy công thức nghiệm sẽ là gì? Suy ra nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất này, thấy nhá nào, sẽ có dạng như sau. E mũ phân thực là 2 đúng không? Như vậy sẽ là 2x nhân với mở ngoặc C1 sin cốt của phần ảo đúng không? Sin của 1 lần x ha. Cộng với C2 cốt của 1 lần x, được nhá nào. Đó. Như vậy đây là ba dạng có trường hợp là gì? Hai nghiệm phân biệt, nghiệm kép hoặc là gì? Nghiệm phức, được nhá nào. Thì trong tất cả các bài khác bạn đều làm tương tự thế này. Như vậy cái việc mà giải quyết cái phương trình thuần nhất với hệ số hằng á thì nó khá là đơn giản thôi nhá. Bạn chỉ cần theo ba công thức này là xong. Tiếp theo, nếu như trường hợp mà giải nghiệm không thuần nhất thì sao? Bây giờ cái phương trình không thuần nhất như nào, hệ số hằng thì bạn sẽ có dạng này, thì nó tuân theo công thức lúc nãy cô nói rồi, nó là sẽ là tổng nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất, tức là một trong ba dạng chúng ta vừa xét ở trên ha, còn với nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất, tức là nghiệm riêng của phương trình này. À, thế bây giờ làm sao để tìm được nghiệm riêng? Thì giống như ở phần trước đúng không, giống như cái phương trình vi phân tuyến tính tổng quát á, bạn có thể sử dụng phương pháp biến thiên hằng số, thấy nhá. Ngoài ra trong trường hợp này bạn có thể sử dụng phương pháp thứ hai là hệ số bất định đối với một số trường hợp đặc biệt. Thì lưu ý thế này này, bạn sẽ xài hệ số bất định đối với trường hợp mà nó có dạng là nhé nào, có thể xài được. Còn trường hợp nào không xài được thì bạn mới phải dùng biến thiên hằng số, thấy nhé nào. Thì thông thường chúng ta sẽ hay xài cái phương pháp như này hơn. Bây giờ cô sẽ đi giới thiệu lần lượt cách tìm nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất bằng biến thiên hằng số và hệ số bất định ha. Đầu tiên là biến thiên hằng số. À, thì làm công thức nó giống y chang phần trước đúng không? Thì tức là sau khi bạn giải được nghiệm của phương trình tuyến tính thuần nhất tương ứng, bạn sẽ có được hai nghiệm y1, y2 là hai nghiệm độc lập tuyến tính của nó, được nhớ không? Hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính. Thì cái này thay vì C này là hằng số thì bạn sẽ cho C này là biến thiên, tức nó là một cái hàm theo x nào đó. Thì cái nghiệm riêng nhất là của phương trình không thuần nhất đó ha, sẽ có dạng thế này. Sau đó bạn sẽ giải cái hệ phương trình để tìm C1, C2, được nhá nào. Và sau khi tìm được C1, C2 thì bạn sẽ tìm được nghiệm riêng này của phương trình 22, tức là phương trình không thuần nhất này nha các bạn. Được nhá, phương trình không thuần nhất này này. Bằng cách là ráp C1 x và C2 x vào cái công thức này là bạn sẽ thu được nghiệm riêng, được nhá nào. Đó. Bây giờ phương pháp có rồi, bây giờ chúng ta đi giải ha. Giả sử bài này. Bài này thì đầu tiên bạn thấy rằng đây là một cái phương trình không thuần nhất. Như vậy phương trình thuần nhất tương ứng với nó là gì? Phương trình thuần nhất tương ứng sẽ có dạng là y 2 phẩy trừ đi 4 y. Không đúng không? Định nghĩa là phương trình 2. Đấy nhé nào. Phương trình đặc trưng chúng ta sẽ có gì?
Công trình đặc trưng sẽ là lambda bin mà trừ đi 4, đúng nhỉ? Bằng 0. Như vậy từ đây bạn sẽ suy ra được là lambda bằng cộng trừ 2, đấy nhá. Tức là có hai nghiệm phân biệt á. Từ đây suy ra nghiệm tổng quát của phương trình số 2 ha. Nghiệm tổng quát của phương trình 2. Ký hiệu là y ngang sẽ bằng C1 nhân với E mũ nhi của bạn 2x cộng với C2 E mũ trừ 2x nhé nào. Có nghĩa là trong trường hợp này bạn có Y1 tức là nghiệm riêng thứ nhất của phương trình số 2 ha, phương trình thuần nhất số 2 sẽ là bằng E mũ 2x nhé nào. Và Y2 trong trường hợp này chỉ bằng E mũ trừ 2x. Từ đây để tìm nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất nhé, nghiệm riêng này của phương trình 1 này, sử dụng phương pháp biến thiên hằng số bạn sẽ có là y0 bằng bao nhiêu. Công thức sẽ là gì? Cho cái hằng số C1, C2 trên này biến thiên là hàm phụ thuộc theo x đúng không? Tức là C1x nhân với y1, y1x này nhé nào. Cộng với C2x nhân với y2x. Rồi, như vậy lượng này bạn thay vào thì bạn sẽ được là C1x này nhân với e mũ 2x đúng không? Cộng với C2x nhân với E mũ trừ 2x. Nào, với C1, C2 này thỏa mãn điều gì? Với C1x, C2x này thỏa hiệp phương trình. Đó là C1 phẩy ha, cô không ghi x nữa. Nhân với Y1, như vậy ở đây là E mũ 2x này. Cộng với C2 phẩy nhân với Y2 trừ nhá, bằng không này. Cộng với C1 phẩy này nhân với gì? Y1 này đem đi đáo hàm như vậy được hai lần E mũ 2x nhá. Lượng sau này đáo hàm đi sẽ được là trừ 2 C2 phẩy E mũ trừ 2x bằng Fx trong trường hợp này là gì? 4 E mũ 3x thế nhá nào. Rồi nhiệm vụ của chúng ta là đi giải cái hệ này. Vậy để giải hệ này thì chúng ta sẽ khử C2 bằng cách là nhân phương trình đầu tiên với 2 đúng không? Bạn hình dung ha, bên này nhân 2, bên này nhân 2, bên này vẫn không. Cộng vế theo vế, như vậy chúng ta sẽ được là 4 lần. 4 lần C1 phẩy nhân với E mũ 2x ha. Sẽ bằng vế bên này sẽ là 4 lần E mũ 3x. Đấy nhé nào. C2 thì sẽ bằng gì? Rút C2 phẩy này ha, từ cái phương trình 1 đi. Thì bạn sẽ được là C2 phẩy sẽ bằng nha, trừ đi C1 phẩy nhân với E mũ 2x mà chia cho E mũ trừ 2x phải không? Như vậy nhân với E mũ 4x đúng chưa? Từ đây suy ra được này. Suy ra luôn ha, suy ra đi. C1 phẩy sẽ bằng bao nhiêu? C1 phẩy sẽ bằng E mũ x đúng nhá. C2 phẩy vậy là E mũ x rồi, như vậy sẽ là E mũ 5x à? E mũ trừ E mũ 5x ha. Để cô check lại ha. Như vậy chỗ này cộng này. 4 lần ha, 4 lần. Rồi. C2. Rồi, ok ha. Rồi. Từ đây bạn lấy nguyên hàm lên bạn suy ra được gì? C1 nguyên hàm lên E mũ x đúng không? Bên này C2 nguyên hàm lên trừ E mũ 5x mà chia cho 5. Vậy chứ nào? Vậy Y0 bằng gì? Y0 thì chính sẽ bằng C1 mà nhân với E mũ 2x, như vậy là được E mũ 3x nha. Cộng với C2 là trừ đi 1 phần 5 ha. E mũ 5x chia cho 5 này. Nhân với E mũ trừ 2x tổng tổng lại nó đều là gì cả bạn, E mũ 3x hết được chứ nào. Hệ số trước này sẽ là 4 phần 5 được nhá. Đây là nghiệm riêng của phương trình số 1 ha. Như vậy nghiệm tổng quát của phương trình 1 sẽ bằng gì? Ký hiệu là y chính bằng y ngang mà cộng với y không. Trong trường hợp này sẽ bằng là gì cả bạn? C1 E mũ 2x cộng với gì? C2 E mũ trừ 2x cộng với y0, tức là 4 phần 5 E mũ 3x đúng không? Bây giờ để check lại thì chúng ta sẽ ráp vào và tại phần máy ha. Như vậy trong trường hợp này y sẽ là công thức nào? Y này
bằng là C1 nó hằng số này, E mũ AX cộng với C2 nhân với E mũ trừ 2X đúng không? Cộng với 4 phần 5 E mũ 3X ha. Bây giờ bạn có gì? Công thức à, cái phương trình ban đầu của chúng ta là y 2 phẩy này, như vậy đáo hàm của y theo x 2 lần ha, trừ đi 4 lần y còn đi ha. Nó cho ra kết quả bằng vế phải là 4 lần em mũ 3x như vậy. Kết quả của chúng ta là hoàn toàn chính xác nhé nào. Đó. Thì đây là phương pháp biến thiên hằng số để tìm nghiệm riêng nhé nào. Bây giờ cô sang phần tiếp theo là phương pháp hệ số bất định. Phương pháp hệ số bất định thì bạn sẽ giải dựa vào gì? Tìm ra cái công cái dạng của nghiệm riêng thông qua cái dạng của fx, tức là cái vế phải của phương trình không thuần nhất các bạn. Bằng F ha. Đương nhiên là giải phương trình thuần nhất tìm nghiệm tổng quát thì bạn biết làm rồi, dựa vào ba công thức ở phần trước nữa nhé nào. Bây giờ tìm nghiệm riêng thì bạn có thể là sử dụng hệ số bất định bằng cách xem xét cái biểu thức của Fx trong trường hợp này này. Trường hợp thứ nhất, nếu như Fx này có dạng PMX, tức là một cái đa thức nào đó mà có bậc là M nha. Ở khi đó, nếu như trường hợp lambda bằng 0, 0 là nghiệm của phương trình đặc trưng. Thế nào? À, thì phương trình đặc trưng tương ứng trong trường hợp này là gì? Là lambda bình này cộng với p lambda cộng với q bằng 0 đúng không? Nếu như giải cái lambda này ra ha, giải cái phương trình này ra thu được lambda 1, lambda 2. Nếu như lambda 1, lambda 2 đều không có nghiệm bằng bằng 0 ha, đều không bằng 0. Tức là lambda bằng 0 không là nghiệm. Thì khi này nghiệm riêng y0 sẽ có dạng là qm, tức là một cái đa thức bậc m nào đó. Nghĩa là đa thức bậc m thì giả sử như là đa thức bậc nhất thì bạn sẽ có là gì? Ax cộng b, đa thức bậc 2 thì ax bin cộng bx cộng c. Bạn đặt ra rồi sau đó bạn sẽ tìm lại hệ số abc chẳng hạn. Nhé nào. Đó. Còn nếu như trong trường hợp lambda bằng 0 này là nghiệm bội s của phương trình đặc trưng. Bội s có nghĩa là sao? Giả sử ha, nếu như cái phương trình đặc trưng mà có một nghiệm bằng 0 và một nghiệm bằng 1 thì tức là trong trường hợp này s bằng 1 phải không, bởi vì có một lần nghiệm bằng 0 được chưa nào. Thì khi này y0 sẽ có dạng là x mà nhân với một cái đa thức cùng bậc với cái f này nữa, ngoài cái đa thức cùng bậc này còn nhân thêm giá trị x nữa được chưa nào. Còn nếu như trong trường hợp mà s bằng 2, s bằng 2 là sao? S bằng 2 tức là lambda 1 bằng lambda 2 phải không, và cùng bằng 0 luôn, được chưa nào. Có chuyện này xảy ra không? Có chuyện này xảy ra khi mà gì? Phương trình chỉ có là dạng y 2 phẩy bằng 0 thôi các bạn. Đấy như nào? Như vậy lúc này lambda bình bằng 0 thì suy ra lambda 1 bằng lambda 2 bằng 0 đúng không? Thì lúc này nghiệm bội s được nhá, bội s này là bằng 2 ha, 2 lần được nhá. Nghiệm bội tức là số lên lập được nhá. Và nghiệm kép tức là bội 2 lần s bằng 2. Thì lúc này bạn sẽ có y0 này sẽ bằng s bình ha, q nhân với q m tức là đa thức bậc m. Thì đương nhiên là bởi vì đây là phương trình bậc 2 nên tối đa chỉ có hai nghiệm thôi. Như vậy S này chỉ có thể là rơi vào trường hợp bằng 1 hoặc bằng 2 thôi ha. Bây giờ cô cho ví dụ luôn này. Ví dụ như bạn có trường hợp thứ nhất là không không là nghiệm ha. Giả sử như là y 2 phẩy này. Giống như phương trình lúc này là trừ đi 4 y phẩy cộng với 3 y ha bằng 0. Thì có phải là phương trình đặc trưng tương ứng bằng đa thức ở đây là bằng 2x cộng 1 chẳng hạn. Thì trong trường hợp này bạn sẽ có gì? Bạn sẽ có bên này là fx này ha. Fx. Đa thức đặc trưng trong trường hợp này sẽ là gì? Lambda bin trừ đi 4 lambda bằng 3 đúng không? Bằng 0. Nghiệm sẽ là lambda bằng 1 hoặc là lambda bằng 3. Thấy nhé nào. Rồi. Như vậy trong trường hợp này lambda bằng 0 không là nghiệm, nó rơi vào trường hợp đầu tiên này. Chứng tỏ y0 là nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất sẽ có dạng như sau. Là bằng qm đúng không? Qm này là một cái đa thức bậc m. Và m ở đây là bằng 1.
Bởi vì fx ở đây là nó bậc 1 đúng không? Như vậy thằng này sẽ có dạng là gì? Fx cộng b. Được chưa nào? Tiếp theo, nếu như trường hợp tiếp theo là bạn có y2 phẩy ha, cô cho là nghiệm bồi một lần ha, làm ra bằng không. Vậy ở đây trừ đi 3 y phẩy chẳng hạn, được chưa nào? Để bằng x bình chẳng hạn, trừ đi 2 ha. Lúc này phương trình đặc trưng sẽ có dạng gì? Phương trình đặc trưng sẽ là lambda bin trừ đi 3 lambda bằng 0, được chưa nào? Thì như vậy suy ra được có nghiệm là lambda bằng 0 hoặc là lambda bằng 3. Chứng tỏ trong trường hợp này lambda bằng 0 là bồi một lần đúng không? Nhá, có một lần bồi, tức là s bằng 1 đó. Thì suy ra y0 trong trường hợp này sẽ có dạng gì? Y0 ở đây sẽ có dạng một lần x đúng không? X mũ s, vậy s bằng 1, như vậy ở đây bạn sẽ có y0 bằng này x mũ 1 này nhân với đa thức cùng bậc với f ở đây, như vậy là đa thức bậc 2. Đa thức bậc 2 thì là ax bin cộng với bx cộng c, đúng nào? Trường hợp số 3 có nghiệm bồi 2 đi ha, cùng lắm là bồi 2. Như vậy trong trường hợp này bạn có y 2 phẩy này bằng là cho một cái đa thức, giả sử như bằng x trừ đi 4 chẳng hạn. Và cái này thì thực tế là rất là dễ rồi ha, nhưng mà bạn vẫn có thể giải bằng phương pháp này, đó là lambda bin đúng không? Phương trình đặc trưng lambda bin bằng 0, được chưa nào? Như vậy lambda bằng 0 nghiệm bồi gì? Bồi 2, tức là nghiệm kép các bạn. Như nào? Từ đây suy ra được y0 này sẽ có dạng gì? Y0 này sẽ có dạng là x ha, mũ s là mũ 2 nhân với một cái đa thức cùng bậc với cái f ở bên này, tức là ax cộng b. Đấy nhá nào. Rồi. Thì bài này nếu như gặp phải phương trình này thì bạn chỉ cần nguyên hàm lên 2 lần thì bạn cũng sẽ cho ra kết quả, được chưa? Thì đây là những cái dạng trường hợp đầu tiên khi f này là bằng một cái đa thức, được chưa nào? Trường hợp số 2. Nếu như trong trường hợp bạn có gì? Fx là e mũ alpha x nhân với một cái đa thức. Trong đó, nhớ là Pm này đa thức ha, bậc m. Khi đó bạn sẽ nhận xét như sau. Nếu trường hợp lambda bằng alpha, alpha là hệ số ở trên e mũ nhé, không là nghiệm của phương trình đặc trưng, thì nghiệm riêng của cái phương trình không thuần nhất sẽ có dạng là gì? Y0 sẽ bằng thế này, tức là một cái đa thức cùng bậc với cái p ở bên này này nhân với e mũ alpha x này luôn, nhớ nào. Còn trường hợp lambda bằng alpha là nghiệm bồi s, đương nhiên s này cũng chỉ có thể rơi vào trường hợp là một hoặc hai thôi ha, vì đa thức bậc 2 tối đa 2 nghiệm, đấy nhá nào. Thì nghiệm riêng sẽ có dạng là gì? Y0 nhân với x mũ s, đấy nhá. Thì bây giờ cô cho ví dụ luôn ha, vẫn là cái bài lúc nãy, y2 phẩy trừ đi và cho khác đi ha, nhưng mà nhẩm dễ nhất là vẫn rơi vào trường hợp a cộng b cộng c bằng 0, đấy nhá nào. 3 y phẩy này cộng với 2 y đúng không, bằng. Như vậy rõ ràng phương trình đặc trưng trong trường hợp này là lambda bin trừ đi 3 lambda còn 2 bằng 0, suy ra được lambda bằng 1 hoặc là lambda bằng 2 đúng không? Như vậy cô cho trường hợp thứ nhất là lambda bằng alpha không là nghiệm ha. Không là nghiệm thì cô sẽ cho là khác 1 với khác 2 là được, e mũ 5x chẳng hạn. Nhớ là nhân vào một cái đa thức, giả sử như là x trừ đi 4, thấy nhớ nào. Thì như vậy trong trường hợp này alpha sẽ bằng mấy đây? Alpha là bằng 5 này. Và đa thức là đa thức bậc nhất này, thấy nhớ nào. Tiếp tục này. Thấy rằng alpha không là nghiệm, được chưa? 5 không là nghiệm, tức là 5 không bằng một trong hai giá trị này, thì bạn sẽ suy ra được y0 có dạng e mũ alpha x ha, là 5x này nhân vào một cái đa thức cùng bậc nhá, như vậy sẽ là ax cộng b, nhớ nào. Rồi từ đây bạn thể vào rồi bạn làm đấy nhá. Tiếp theo, nếu như alpha lambda bằng alpha là nghiệm bồi s đúng không? Bây giờ thay vì ha, thay vì cô cho là e mũ 5x, bây giờ cho một cái dạng khác cái gì? Giả sử cho trùng với hệ số lambda bằng 1 đi ha. Bạn sẽ có này. Dạng thứ hai này y 2 phẩy này trừ đi 3 y phẩy cộng với 2 y
Nghĩa là bạn biết là phương trình đặc trưng có nghiệm 1, 2 rồi. Vậy ở đây cô cho em mũ 2x ha, nhân với x bình còn 2 chẳng hạn. Nghĩa là thì như vậy trong trường hợp này bạn thấy phương trình đặc trưng vẫn là lambda bình trừ đi 3 lambda cộng 2 bằng 0, có nghiệm lambda bằng 1 hoặc là lambda bằng 2. Nghĩa là mà ở đây bạn có e mũ 2x trùng với một lần lambda bằng 2, tức là s bằng 1, suy ra y0 sẽ có dáng x mũ s tương x mũ 1 nhân với đa thức cùng bậc ha. Đa thức cùng bậc ở đây là bậc 2 đúng không? Như vậy sẽ là ax cộng b, ax bình cộng bx cộng còn c nhân với e mũ alpha x, như vậy ở đây vẫn nhân với e mũ 2x nữa. Thế là y0 có dạng thế này. Trường hợp thứ ba là nếu như alpha lambda bằng alpha là nghiệm bội 2, được chưa nào? Nghiệm bội 2 thì giả sử cô cho phương trình thế này, y2 phẩy trừ đi 4 y phẩy cộng với 4 y bằng ha, lambda bằng 2 đúng không? Vẫn cho bên này bằng 2 nha. E mũ 2x nhân với 3x cộng cộng 5 chẳng hạn, được chưa nào? Thì như vậy phương trình đặc trưng trong trường hợp này sẽ là lambda bình trừ đi 4 lambda cộng 4 bằng 0. Từ đây suy ra lambda bằng 2. Bội 2 đúng không? Tức là nghiệm kép á, thấy nhá nào. Rồi, từ đây bạn có gì? Y0 sẽ có dạng như sau. Bởi vì lambda bằng 2 cùng với cái alpha thế này, bội 2 lần. Như vậy ở đây sẽ là x mũ 2 nhân với, thấy nhá, một cái đa thức cùng bậc với cái p ở sau này này. Như vậy đây là đa thức bậc nhất ax cộng b, thấy nhá nào, nhân với e mũ 2x. Rồi, như vậy bạn tìm được dạng của nghiệm riêng. Sau khi tìm được dạng của nghiệm riêng rồi thì bạn thể vào phương trình, bạn tìm được hệ số AB thì coi như là chúng ta suy ra được nghiệm thôi ha. Trường hợp tiếp theo, trường hợp cuối, được nhá nào. Nếu như trong cái biểu thức F, tức là vế phải, nó có dạng là e mũ alpha x nhân với một cái đa thức nào đó là PM1 ha, bậc M1 nhân với cos cộng với một cái đa thức là P ngang M2 x sin beta, được chưa nào? Thì bây giờ bạn có này. M1 M2 này là có thể là hai cái bậc khác nhau ha. Thì cái đó bạn sẽ đặt M sẽ là mắt của M1 và M2, tức là số nào lớn hơn thì chọn số đó, được chưa nào? Thì gọi số đó là M này. Cái đó này. Nếu anh xin lỗi, lambda bằng alpha cộng trừ y beta không là nghiệm của phương trình đặc trưng. Thế nào? Thì nghiệm riêng của cái phương trình không thuần nhất á sẽ có dạng y không bằng em mũ alpha ha, và là em mũ alpha ở đây. Q mũ m, tức là m này là cái mắc của m1 m2 ha, nhân với cos cộng với một cái đa thức cũng là cùng bậc m như vậy, nhân với sin. Thế nào? Còn trong trường hợp mà nếu như bạn lambda bằng alpha cộng trừ y beta là nghiệm bội S, đương nhiên ở đây là nghiệm phức liên hợp rồi, thì như vậy cùng lắm là S bằng 1 thôi ha. Thì nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất sẽ có dạng là nhân x mũ S vào, như vậy ở đây nhân thêm x nữa, được chưa nào? Như vậy chúng ta có gì này? Giả sử ha, cô cho y 2 phẩy này. Đầu tiên là rơi vào trường hợp không là nghiệm thì bạn cứ lấy bình thường thôi, trừ đi 2 y phẩy cộng với y phẩy chẳng hạn, y chẳng hạn bằng bằng e mũ 2x đấy nhá nào, nhân với sin x chẳng hạn. Lúc này bạn có gì này? Phương trình đặc trưng có phải là lambda bình trừ đi 2 lambda cộng 1 không? Đúng không? Như vậy suy ra được lambda sẽ bằng 1 nghiệm kép đúng không? Lambda bằng 1 là nghiệm thực thì đương nhiên nó không thể là nghiệm phức được rồi. Nên là cái lượng lambda bằng alpha cộng trừ y beta. Trong trường hợp này alpha là bằng gì? Bằng 2, beta là bằng 1, không là nghiệm là chắc chắn rồi ha. Như vậy y0 sẽ có dạng như thế này. Từ đây suy ra được y0 bằng gì? Đây là e mũ alpha x, như vậy ở đây là e mũ 2x ha. Nhân với này. Một cái đa thức. Thế nhá nào? Đa thức bậc m nhân với cos. Thì trong trường hợp này ha, bạn thấy này, ở đây có e mũ ha, có sin nhân thế này, có nghĩa là cái đa thức mà đứng trước sin là một cái hằng số đúng không? Đó là hằng số 1. Nhất là hằng số 1 thì tức là đa thức bậc 0. Đa thức bậc 0 thì như vậy có nghĩa là ở đây bạn cũng sẽ nhân với một cái hằng số. Đấy nhất là như vậy ở đây bạn sẽ có là một cái c nào đó
nhân với gì các bạn? Sin của beta x nhé nào. Ở beta x trong trường hợp này thì lượng này ở đây vẫn là một thôi, như vậy sin x cộng với cos nữa nha, C2 nhân với cos của gì? Của x. Đấy chứ nào. Như vậy bạn trả vào đúng cái công thức này. Với trong trường hợp này M ở đây là bằng 0, đa thứ bậc 0 là hằng số nhá. Như vậy ở đây cũng có hằng số C1 C2, hoặc là bạn ghi AB cũng được ha. Ghi AB đỡ phải đánh chỉ số đấy nhá nào. Như vậy A sin B cos đấy nhá. Rồi, trường hợp thứ hai là có nghiệm đúng không? Bây giờ chúng ta nhẩm nghiệm trước này. Giả sử cô cho cái phương trình là y 2 phẩy trừ đi 2 y phẩy cộng với 2 y đi ha, bằng bao nhiêu chúng ta tính toán sau. Phương trình đặc trưng ở đây sẽ là lambda, bin trừ đi 2 lambda cộng 2 bằng 0. Đấy nhá nào. Như vậy nghiệm sẽ là gì? Nghiệm phức liên hợp ha. Như vậy trong trường hợp này là 1 này cộng trừ căn của bao nhiêu? Y đấy nhá. Như vậy là gì các bạn? Bạn có sẽ là y cộng trừ 1 cộng trừ y đúng không nào? À, xin lỗi, trừ 1 đúng không nào? Như vậy ở đây là 1 cộng trừ trừ y đúng không nào? Rồi, như vậy trong trường hợp này bạn có gì? Trừ 1 này. Trong trường hợp này alpha có phải là bằng 1 không? Và beta là hệ số đứng trước y, có phải là bằng bằng 1 luôn không? Như nào? Đó. Từ cái kinh nghiệm này bộc ra ha. Như vậy để cho ở đây lấy đúng ví dụ thì cô sẽ cho là e mũ x ha, tức là alpha, e mũ alpha x này, nhân với một cái đa thức, giả sử như cô cho đa thức bậc nhất đi ha, nhân với x cộng 1 hoặc là 2x cộng 3 đi ha, nhìn số nó khác đi một chút, 2 cộng 3 nhân với cos đi, cos của gì? Cos của beta thì trong trường hợp này phải là cos của x đấy nhá. Rồi, lúc này bạn thấy gì này? Vì ha. Vì này. Trong trường hợp này alpha cộng trừ y beta là nghiệm đúng không? Bây giờ bạn có này. Từ cái f này, vi f x nha, cô ghi rõ vi f x này là bằng e mũ x này nhân với 2x cộng 3 này nhân với cos này. Thế nhá nào. Có alpha bằng 1 phải không? Beta bằng 1. Bóc ra từ hệ số đứng trên e được chưa? Có trong cột. Thế nhá nào. Có alpha bằng 1 và beta bằng 1. Mà gì các bạn? Trong trường hợp này là alpha cộng trừ y beta chính bằng 1 cộng trừ y là nghiệm không? Của phương trình đặc trưng. Nhớ nào, từ đây chứng tỏ là nó rơi vào gì, rơi vào cái trường hợp số 2 đấy chứ nào. Như vậy suy ra y không sẽ bằng x nhân với đấy nhớ nào, mũ một đúng không, bởi một lần đấy nhớ nào, x nhân với này nhân với cái gì, e mũ alpha. Như vậy ở trong trường hợp này là e mũ x ha, mở ngoặc nhân với gì các bạn, qm. Qm rõ ràng trong trường hợp này theo công thức ở trên này này là có sin có cos nữa nhé nào. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ còn cos thôi thì chứng tỏ cái đa thức mà đứng trước sin này là bằng bằng không, tức là đa thức bậc không. Trong khi bên này là đa thức bậc nhất thì như vậy m sẽ là mắc của m1 m2 thì vẫn là mắc của 0 và 1 là bằng 1 đúng chưa? Như vậy trong trường hợp này chúng ta có gì? E mũ x ha nhân với này đa thức bậc nhất là ax cộng b đúng chưa nào, nhân với cos của beta x trong trường hợp này là x cộng với một cái đa thức bậc nhất khác là cx cộng d nhân với gì các bạn, nhân với sin đúng không, sin x đậu ngoặc lại đấy nhá. Tuy nhiên bài này hơi rối ha, tìm bạn phải tìm ra được hệ số ABCD đấy nhá nào, bằng cách là đồng nhất hệ số. Thì đây là cách nhận diện các dạng nghiệm đấy nhá nào. Sau khi có rồi thì bạn trả vào phương trình thì bạn cho ra kết quả. Bây giờ ví dụ một bài rơi vào trường hợp số 2 ha, ví dụ này bạn có y 2 phẩy trừ đi 4 đi, 4 y phẩy cộng với 4 ha y sẽ bằng là e mũ 2x
nhân với 2x trừ 3. Vậy nhé nào. Như vậy bạn sẽ ghi cho cô đây là phương trình 1. Phương trình thuần nhất tương ứng sẽ là y2 phẩy trừ đi 4y phẩy cộng với 4y bằng 0. Phương trình số 2. Phương trình đặc trưng sẽ là gì? Phương trình đặc trưng sẽ là lambda bin trừ đi 4 lambda cộng 4 bằng 0. Như vậy lambda bằng 2 bằng nghiệm kép. Vậy nhé nào. Từ đây bạn suy ra được nghiệm y ngang là nghiệm tổng quát của phương trình số 2 nhé. Nghiệm tổng quát của phương trình 2 này. Y ngang sẽ có dạng như sau. C1 nhé nào. Nhân với E mũ gì các bạn? 2x đúng không? Cộng với C2 x E mũ 2x. Đúng chưa? Tiếp tục ha. Bây giờ bạn có gì này? Để tìm nghiệm riêng của phương trình số 1 bạn có gì? Vi F bằng gì các bạn? Fx trong trường hợp này sẽ là E mũ 2x này. Nhân với 2x trừ đi 3. Được nhé nào. Có cái alpha ở trên E là bằng 2. Trung với nghiệm kép. Trung với nghiệm lambda ở bên này này. Được nhé. Bằng 2 và bồi 2 luôn. Trong khi đáng thức này là đáng thức bậc nhất. Như vậy suy ra được y0 bằng gì? Suy ra y0 sẽ bằng ha. E mũ 2x này nhân với đấy nhá, x pin đúng không, bởi vì là nghiệm bồi 2 nhân với đa thức bậc nhất a cộng b nhé nào. Và xem lại công thức ha. Đây này, nếu như trường hợp em mũ alpha x nha mà có alpha bằng lambda bằng alpha là nghiệm bồi s đấy nhé nào, trong trường hợp này s của mình là bằng 2, như vậy nghiệm sẽ có dạng này. Còn cái nghiệm của phương trình thuần nhất thì bạn xem ở đây ha. Xem ở đây đấy nhá. Đây công thức lúc này này. Rồi. Bây giờ trở lại bài của chúng ta. Lúc này bạn có gì? Có y0 rồi thì bạn sẽ thể vào phương trình số 1 này để giải, được chưa nào? Ở chỗ này muốn thể vào thì bạn phải tính đạo hàm cấp 1, cấp 2 của y0. Thì tốt nhất chỗ này cô nhân vào ha. A x mũ 3 cộng với b x. Từ lúc này suy ra là gì? Y0 phẩy bằng gì? Đáo hàm E mũ 3x và E mũ 2x. Như vậy 2 lần E mũ 2x này. Nhân với nguyên cùng trong này giữ nguyên này. Cộng với E mũ 2x giữ nguyên trong này đáo hàm. Như vậy 3A x bin cộng với 2BX. Đấy nhé nào. Chỗ này bạn nhóm lại. Bạn nhóm E mũ 2x ra ngoài này. Cô ghi nhầm ha, bên này mũ 3 này. Rồi. Ok ha, bây giờ cộng lại như vậy bậc cao nhất là mũ 3, như vậy sẽ là 2a x mũ 3 này. Cộng với 2b x bin cộng với 3a x bin cộng với gì? 2b x nhá. Chỗ này phải hết sức cẩn thận nha các bạn, sai là sai hết cả bài. Rồi ok ha. Tiếp theo y 2 phẩy, y 0 2 phẩy. Chỉ bằng lượng thế này đem đi đáo hàm lần nữa. Như vậy chúng ta sẽ có gì? Đáo hàm cái e mũ này sẽ được là 2 lần ha. Như vậy cô nhân vào bên trong luôn e mũ 2x này. Nhân 2 này nhân vào nguyên là cùng này giữ nguyên. Tức là cô nhân cùng này nhân đôi lên. Như vậy sẽ được là 4. A x mũ 3 cộng với 4 b x bin cộng với 6 a x bin cộng với 4 b x nghĩa là cộng với e mũ 2 x giữ nguyên trong này đem đi đảo hàm theo bên x, như vậy sẽ được là 6 a x bin cộng với 4 b x cộng với 6 a x và cộng với 2 b nghĩa là từ đây ráp vào phương trình số 1 bạn có gì? Để ráp vào phương trình 1 thì bạn thấy này. Bên này là y2 phẩy trừ 4y phẩy cộng với 4y thì bạn sẽ có thể lập một cái bảng có y2 phẩy ha. 4 này nhân với y phẩy này. 4y này có dấu trừ ở y phẩy đúng không? Trừ. Bạn được gì?
Chỗ này bạn có y 2 phẩy, chúng ta gom lại ha, nhóm cái em mũ 2x này ra ngoài. Chỗ này được bao nhiêu? Mũ 3 là lượng này, như vậy 4a x mũ 3 bình x bình được chưa nào? Như vậy ở đây sẽ cộng với gì? 4b x bình này, 6a như vậy cộng với 12a x bình ha, cộng với hệ số đứng trước x, thì trong trường hợp này sẽ là gì? X này cô gom lại cũng được ha. X thì ở đây sẽ là 1 này, 2 này, 3 này. Như vậy được 8b cộng với gì? 6a đúng không? Rồi, cộng với hệ số tự do là 2b. Động được ngoặc lớn rồi. Như nào? Như vậy chỗ này để cho đẹp hơn thì mình có thể xóa cái x pin này đi, gom lại x pin ha. Tiếp theo. Y phẩy bạn nhân với trừ 4. Như vậy ở đây bạn có e mũ 2x ra ngoài này. Y phẩy trên này các bạn. Bây giờ các bạn nhân với trừ 4 vào thì bạn sẽ được gì? Trừ 8 a x mũ 3 đúng không? Trừ 8 a x mũ 3 ha. Trừ đi 8b cộng với 4 3 12 a nhân với x bình. Trừ đi gì? 8b x đóng ngoặc lại. Được chưa nào? 4y. Y ở đây nhá. Y không ở đây, y không ha. Chỗ này là y không. Thì bạn sẽ có là gì? E mũ 2x ra ngoài ha. Nhân 4 lên như vậy là 4a x mũ 3 cộng với 4b x bình. Rồi. Như vậy cộng vế theo vế, bạn cộng kiểu này thì bạn sẽ đỡ rối hơn. Cộng vế theo vế, như vậy bên này sẽ là tổng của vế trái của bạn. Vế trái đúng không? Em mũ 2x nhóm ra ngoài ha. Trong này này. Mũ 3 thì bây giờ bạn có lượng này, lượng này, lượng này là 0. Được chưa nào? Mũ 2 có cùng này. Thì bên này bạn có gì? Hệ số B nhá. 4B, 4B trừ 8B hết. Bên này trừ 12 còn 12 hết. Được nhá, mất luôn. Hệ số tự do. Bên này trừ cộng hết. Như vậy còn lại là 6AX. 6AX này. Được chưa nào? Cộng bên này là 2B đúng không? Cộng với 2B. Vậy thôi ha. Vế trái bằng thế này nó sẽ vẽ bằng vế phải. Như vậy có phương trình y0 2 phẩy này trừ đi 4 y0 phẩy cộng với 4 y0 bằng bên này sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Phương trình của chúng ta là e mũ 2x trừ đi 2x và nhân với 2x trừ 3 ha. Thì sẽ đồng nghĩa với e mũ 2x này nhân với 6ax đúng không? Cộng với 2b bằng lượng bên này. Từ đây bạn đồng nhất hệ số bạn sẽ suy ra được là gì? 6a sẽ bằng 2 và 2b sẽ bằng trừ 3. Từ đây suy ra được là a sẽ bằng 1 phần 3, b sẽ bằng trừ 3 phần 2. Thế nào? Vậy y không bằng gì nhỉ? Vậy y không sẽ bằng ha e mũ 2x này, a là 1 phần 3 đúng không, x mũ 3 trừ đi 3 phần 2 x mũ 2 thế nào, cộng với nghiệm y ngang lúc này là bao nhiêu? Rồi thấy rồi, như vậy nghiệm tổng quát này của phương trình 1 này bằng y ngang cộng với y không ha. Y ngang lúc này chúng ta có là hai cái nghiệm là lượng này và C2X nhân với E mũ 2X đúng không? Còn với bên này là E mũ 2X nhân với 1 phần 3 X mũ 3 trừ đi 3 phần 2 X bình. Đúng nhỉ? Thử lại ha. Đây chúng ta có gì? Nhập nghiệm Y này vào. C1
a mũ 2x cộng với c2 x nhân với a mũ 2x cộng với a mũ 2x nhân với 1 phần 3 x mũ 3 trừ đi 3 phần 2 x mũ 2. Phương trình của chúng ta là gì? Đạo hàm cấp 2 ha, Ix này đạo hàm cấp 2. Đi 4 lần, Y đạo hàm cấp 1 đúng không? Đưa đi 4 lần. Y đạo hàm cấp 1 cộng với 4Y. Thì bạn sẽ cho ra về phải là đúng như cái đề của chúng ta, được chưa nào? Thì bài này cũng giải đúng rồi ha. Đây là phương pháp để bạn giải phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng. Yeah.